mừng đến với kênh YouTube của Yobo. Tuần này chúng ta sẽ mình sẽ đến với một cái công thức. Đây có thể nói là một món quà cho các bạn trong những cái dịp lễ hội như thế này. Trước khi mà mình mặc một bộ trang phục và đến những cái bữa tiệc vào thì mình đã biết rằng là đến bữa tiệc đó chẳng có lẽ mình lại ngồi yên không ăn gì, mặc dù trên bàn có rất là nhiều đồ ăn. Điều đó quả thật là những cái thách thức của chúng ta. Chúng ta khó nào có thể từ chối được những cái lời mời tụ hội cuối năm này, nào là của bạn cấp 2 này, rồi bạn cấp 3 này, rồi bạn đại học này. Và tất cả những cái thành viên đó họ đều chọn một cái dịp để mà gặp gỡ, giao lưu, ăn uống, đó là dịp cuối năm. Và cái món ăn mà chúng ta thường thích ấy, một là lẩu, hai là BBQ. Hai cái món đấy đều mang vào trong cơ thể của chúng ta quá nhiều những cái được gọi là một hỗn hợp, những cái loại chất dinh dưỡng quá dư thừa. Và khi mà nó dư thừa như vậy thì nó sẽ dẫn đến là gan của chúng ta quá tải, thận của chúng ta quá tải, thì lúc đó da của chúng ta sẽ nổi mụn, tóc của chúng ta sẽ khô, chúng ta sẽ cảm thấy bị căng thẳng, mệt mỏi. Chưa kể là nếu mà đối với những cái người mà thường xuyên phải quan hệ ngoại giao thì cuối năm cũng là dịp mà chúng ta cảm ơn đối tác này, rồi chúng ta mở rộng mạng lưới khách hàng này, làm cho cái dạ dày của chúng ta, cái đường ruột của chúng ta và cả cơ thể của chúng ta như là một cái thùng. Và mình thay vì là bạn cứ hình dung nhá, đến mỗi cái dịp Tết đấy nó bạn mở cái tủ lạnh của bạn ra nó đầy như thế nào, nó nhiều như thế nào, thì bạn cứ hình dung là trong cơ thể của chúng ta thì chúng ta ăn giống như cái tủ lạnh thôi, đúng không? Bởi vì là cái tủ lạnh có cái gì thì chúng ta sẽ ăn như thế. Cho nên là bạn sẽ ăn vài con gà, rồi vài kg thịt bò, rồi chưa kể là cá, rồi tôm, rồi đặc biệt là chân giò ở miền Bắc, tại vì là thịt đông này, canh măng này, rồi bánh chưng này, bánh tét này. Trong miền Nam thì có món thịt thịt kho tàu á. Cái món thịt kho tàu anh ta thấy rằng là cái cục mỡ của nó rất là dày. Và mình hãy hình dung rằng là một cái nồi thịt kho tàu như thế thì cơ thể chúng ta cũng là một cái nồi thịt kho tàu như thế mà thôi. Thì trong những cái điều kiện mà chúng ta cũng chẳng thể làm khác được, chúng ta cũng rất là vui phấn khích trong những dịp như vậy. Và cứ mỗi lần dịp Tết đến là chúng ta lại tăng cân nhiều hơn. Có một cái vấn nạn khác gây đau khổ nhiều hơn, đó là khi chúng ta phải nhậu trong dịp cuối năm thì thường đó là vì nhu cầu công việc. Cũng có những người là vì nhu cầu là sở thích cá nhân là thích nhậu. Cái công thức này là dành cho những người mà vì công việc mà phải nhậu, sau đó là biết ý thức là bảo vệ sức khỏe và muốn làm sạch, muốn hỗ trợ cơ thể của chúng ta để giúp cho cơ thể của chúng ta có thể làm sạch được cái lượng độc tố đó. Thế thì trong những cái điều kiện như vậy thì bạn sẽ cần có những cái công thức để mà giải độc cho gan, cho thận, cho máu. Và đây là một trong những cái công thức mà Anna cảm thấy rất là quý, Anna chia sẻ với bạn để tất cả chúng ta đều có thể hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta trải qua một mùa lễ hội vui vẻ và chúng ta vẫn đẹp nhá. Vậy thì công thức đấy như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái phần mà tạo ra cái công thức đấy. Anna thì đương nhiên là chuyên về nước ép rồi, cho nên là chúng ta sẽ dùng bằng nước ép, bởi vì chỉ có nước ép là cái cách mà nhanh nhất có thể lấy được dưỡng chất từ thực vật mà không phải nhai quá nhiều, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có vài cái nguyên liệu. Đầu tiên là chúng ta sẽ có táo này, rồi chúng ta sẽ có cần tây này, chúng ta có mùi ta này, chúng ta có một cái loại rau họ cải màu xanh, ví dụ như là cải xoăn hoặc là cải bó xôi này, rồi chúng ta có củ dền, có gừng và có chanh. Nhân đây khi mà mình nhắc đến củ dền thì Anna phải nhắn nhủ lại một chút như sau. Trước đây những cái nhiều năm về trước tại những cái bếp ăn tập thể thì củ dền đã gây những cái nguy cơ là ngộ độc tập thể. Củ dền nó dễ bị ngộ độc là không phải chỉ là bản thân củ dền mà còn là do cái khí hậu thời tiết nữa, nó cũng phải ăn trong cái khí hậu thời tiết nào đó. Tuy nhiên xét về một cái góc khác thì củ dền là một loại mà có cái khả năng cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể rất là nhiều, đồng thời là có khả năng làm sạch cho cơ thể rất là tốt. Những người ở phương Tây thì họ có thể ăn mà không sao, cái đấy là do kết cấu cơ thể và do khí hậu thổ nhưỡng rồi. Còn khi ở Việt Nam thì bạn phải kiểm tra xem là bạn có ăn được không, bằng cách nào ạ? Đầu tiên là bạn có thể ăn canh củ dền này. Thứ hai là khi mà bạn ép củ
ra thì bạn có thể nhấc một chút, khoảng tầm 3-4 ml thôi, để bạn xem là cơ thể của bạn có phản ứng hay không này. Sau đó thì khi mà bạn uống củ dền thì bạn nên mix, tức là tổng cái lượng, ví dụ mình uống 1 ly khoảng 300 ml thì tổng lượng nước ép củ dền của mình chỉ khoảng tầm 50 ml là tối đa thôi, và nên có một chút gừng ở trong đó để nó cân bằng âm dương lại một chút. Nữa là gì, nếu mà bạn muốn an toàn hơn, công thức này vẫn được giữ nguyên si, nhưng mà bạn không thể nào bạn sử dụng được củ dền thì bạn sẽ sử dụng ớt chuông. Anh đã nhắc lại đây là nếu như mà bạn không sử dụng được củ dền thì bạn có thể thay bằng ớt chuông, được chưa? Còn ở đây thì Anna sẽ sử dụng củ dền. Và nếu như những ai mà trong cái thể trạng mà hơi yếu yếu một chút á, hoặc là những ngày mà bạn thấy là thời tiết khá là âm u khó chịu thì tốt hơn hết là bạn đừng có nghĩ đến việc dùng củ dền nữa, và bạn hãy dùng ớt chuông đi. Còn Anna để đây là cái công thức nguyên thủy của nó. Với công thức nguyên thủy này, ví dụ như có một số khách hàng ở Yogo thì họ cảm thấy bực mình nếu mà bị thay củ dền bằng ớt chuông đó. Còn đương nhiên khi mà sử dụng ớt chuông thì nó an toàn hơn cho tất cả mọi người. Bạn sử dụng củ dền bạn phải rất là thận trọng, và cái nguồn gốc củ dền của bạn bạn cũng phải có một cái nguồn gốc đảm bảo nhé. Sao lại nhíu cả lòng nhau như này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần mà chúng ta sẽ ép ra để lấy nước. Okay.
uống một miếng. Có bị dính, không biết có bị dính ở trên mặt không? Với cái công thức như thế này á thì rất là dễ uống, bởi vì chúng ta có cái vị ngọt của táo và bản thân củ dền cũng là một cái loại quả mà có một cái vị ngọt tự nhiên. Cho dù bạn thay củ dền bằng ớt chuông thì trong ớt chuông cũng có một cái vị ngọt nhẹ như vậy. Và những cái mùi của cần và mùi ta nó hòa quyện vào, có thêm một chút gừng và một chút chanh để cân bằng lại cái hương vị, cho nên là khá là dễ uống. Và bạn nếu như bạn đang ở trong một cái chế độ ví dụ như trong vòng 3 ngày thải độc hoặc là một ngày thải độc thì bạn có thể uống công thức này cộng với một cái chế độ mà thuần về thực vật và thuần về thực vật sống chứ mình không chế biến. Hoặc là ví dụ có những ngày cuối tuần mà bạn muốn cho cơ thể của bạn có cơ hội được nghỉ ngơi thực sự thì bạn có thể sử dụng những cái loại nước ép như thế này. Với những cái loại nước ép như thế này thì cơ thể bạn sẽ thêm một lần nữa rất là biết ơn bạn vì đã hỗ trợ nó thải độc cơ thể. Và có một cái tác dụng phụ của việc thải độc cơ thể, tác dụng phụ mình để trong nháy nháy nhá, đó là cơ thể bạn sẽ có mùi vị rất là thơm với những cái công thức đến từ những cái loại rau củ quả cũng như là thảo mộc tự nhiên như thế này. Bạn sẽ có một cái mùi thơm mà những ngày bạn ăn thịt bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cái mùi đấy. Khi mở cửa phòng bước ra bạn sẽ cảm thấy có một cái vị vị thơm nhẹ thoang thoảng mà chỉ có những người ăn nhiều rau củ mới có được. Nếu mà bạn muốn test thì bạn hãy thực hiện ở nhà vào những ngày mà bạn thanh lọc cơ thể bằng rau củ quả, bằng những công thức như Anna vừa chia sẻ. Và bạn hãy bước nhờ ai đó bước vào phòng và mở cửa phòng ra. Tương tự như vậy, với những ngày mà bạn ăn nhiều protein động vật và uống nhiều bia rượu, bạn cũng nhờ ai đó mở cửa phòng ra và bạn sẽ thấy rằng là cái mùi ở trong một căn căn phòng đóng kín là một cái mùi mà vô cùng khó chịu nếu chúng ta bước từ ngoài vào. Và những cái ngày mà bạn ăn nhiều những quá nhiều những cái đồ dầu gia vị này từ động vật và uống nhiều bia rượu, Anna mong rằng bạn sẽ có những cái công thức để thải độc tuyệt vời cho gan, cho thận, giải tỏa bớt cái cường độ làm việc quá là nặng nhọc của lá gan, của hai quả thận của chúng ta trong những cái ngày mà tiệc tùng cuối năm. Và Anna cũng rất là chờ đón những cái comment của các bạn về những cái hiệu quả, những cái biểu hiện hoặc là bất kể một cái câu hỏi nào bạn cần có thêm thông tin thì hãy lúc nào cũng được, bạn có thể tìm thấy Anna ở trên Facebook, ở trên YouTube, có thể email cho chúng tôi, có thể chat inbox cho chúng tôi, bạn sẽ gặp chúng tôi bất kể giờ nào trong ngày. Thực ra chúng tôi đều có những cái đội ngũ mà thường xuyên cập nhật thông tin gần như là real time có thể trả lời cho bạn. Và chúc bạn sẽ thực hiện công thức này và có những cái ngày thải độc thành công. Nếu như mà bạn thích thông tin này, hãy cho Anna một like, hãy share thông tin này đến với bạn bè của mình, những người mà chắc chắn họ sẽ cần cho cái dịp cuối năm. Hãy rung chuông và hãy đăng ký kênh YouTube của Yugo để chúng tôi có những động lực tiếp tục làm những clip tiếp theo nhé. Rất là biết ơn của các bạn vì đã đồng hành cùng Yugo trong suốt thời gian qua. Chúng tôi khó mà có thể tạo ra được một cộng đồng lớn mạnh nếu như mà không có sự ủng hộ của các bạn. Xin chúc các bạn thành công và xin hẹn gặp lại trong những clip sau.